Quý vị và các bạn thân mến, mang thai và sinh con là điều giản dị và quen thuộc đến mức chúng ta quên đi rằng đó mãi mãi là điều kỳ diệu nhất trong cuộc đời của người phụ nữ. Trong quá trình mang thai, tâm lý của người mẹ thường có nhiều thay đổi, nhất là những người mẹ lần đầu mang thai. Vì vậy, cuốn sách Thư gửi người mẹ trẻ mà chúng tôi muốn gửi đến bạn đọc ngày hôm nay sẽ là một món quà nhỏ ý nghĩa. Đây được coi như cuốn sách cẩm nang được truyền từ người sắp làm mẹ này sang người sắp làm mẹ khác, là một cuốn sách cần thiết cho tất cả những người phụ nữ đang mang thai. Được tuyển tập từ những lá thư của tác giả Beth Ann Fennelly, viết cho sinh viên cũ trong khoảng thời gian cô ấy mang thai. Với 307 trang sách khổ 13x20.5cm do nhà xuất bản Tri Thức in ấn và phát hành năm 2009, Thư gửi người mẹ trẻ được viết với tất cả sự trang nhã, duyên dáng đầy cảm động và lôi cuốn. Để thưởng thức cuốn sách này, bạn không nhất thiết phải là một người sắp làm mẹ, mà bất cứ ai say mê những câu chuyện kể đẹp đẽ cũng có thể đọc nó. Với cảm quan tinh tế của một nhà thơ, sự từng trải của một người mẹ và tình yêu thương của một người bạn, Beth Ann đã viết nên những dòng chữ vô cùng chân thật và cảm động. Mỗi lá thư khởi nguồn từ những câu hỏi nguyên sơ nhất, những băn khoăn không mới, nhưng chẳng bao giờ mất đi vẻ lấp lánh mới mẻ của những bí ẩn trong cuộc sống của con người. Thư gửi người mẹ trẻ chính là món quà đầy ý nghĩa dành tặng cho những đứa con yêu, tặng cho những người đàn ông để họ hiểu hơn tâm lý và sự đau đớn, khó nhọc của người vợ, người mẹ. Và hơn hết, những người phụ nữ trẻ nên đọc để học cách làm mẹ, cũng như học cách đón nhận niềm hạnh phúc của cuộc sống đầy những điều kỳ diệu này. Không có một người mẹ hoàn hảo, chỉ có những người mẹ biết cách tận hưởng hạnh phúc và viết niềm hạnh phúc đó thành món quà dành tặng đứa con cũng như gia đình yêu thương của mình. Và trên hết, học cách làm mẹ cũng chính là chúng ta đang học cách đón nhận niềm hạnh phúc của cuộc sống. Sách hiện đang có tại phòng mượn Thư viện Lâm Đồng. Hân hạnh giới thiệu đến những người đã, đang và sẽ là những người mẹ cuốn sách đầy ý nghĩa này.